Trong ngày đầu đưa vào khai thác cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại đoạn nút giao và đường dẫn từ cao tốc ra quốc lộ 1A. Ngay sau đó, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng phối hợp với thanh tra giao thông để điều tiết phân luồng và đảm bảo lưu thông an toàn thông suốt. Tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với quốc lộ 1A tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan túc trực 24/24 giờ để phân luồng điều tiết giao thông. Các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn, không còn tình trạng kẹt xe. Nguyên nhân dẫn đến ùn tắc trong hôm qua là do tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây mới đưa vào khai thác sử dụng. Lượng phương tiện lưu thông nhiều trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ. Tại nút giao này cũng chưa được lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo giao thông và cũng không có đèn đường. Để đảm bảo an toàn giao thông, tránh xảy ra tai nạn và ùn tắc kéo dài, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ngay việc lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60 km/h trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực nút giao trên và trên tất cả các đường nhánh nối từ cao tốc ra, bố trí đèn tín hiệu giao thông tại nút giao trên để điều tiết các dòng phương tiện lưu thông qua, tránh ùn tắc cục bộ và lắp đặt đèn chiếu sáng tại khu vực này, lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông gờ giảm tốc trên quốc lộ 1 qua nút giao và trên tuyến đường nhánh nối từ đường cao tốc ra, cải tạo điểm giao cắt trên tuyến đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với quốc lộ 1 tại điểm km 01+636 đến km 01+800 vì hiện nay xe ra vào xung đột nhau. Công an tỉnh cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phân công lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Hàm Thuận Nam hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5.